đi bộ giữa gió rừng như được quạt êm mát, thông dong trên phiến đá như sân thượng cung vua, dưới ánh trăng trong lành, mùi hương trầm ngang ngát, nghĩ đến sự giải thoát cho tất cả chúng sinh. Mến chào quý cô chú anh chị em và các bạn thân mến. Từ muôn đời các bậc chân tu luôn muốn tìm một nơi thanh tịnh, xa chốn hồng trần, gần gũi thiên nhiên để tu tâm dưỡng tánh, dựng chùa kính Phật. Điểm qua các ngôi chùa nổi tiếng dọc ba miền đất nước, chùa Bái Đính ở Ninh Bình, Cung Sơn ở Hải Dương, Bà Thiên Hậu ở Bình Dương, chùa Bà ở Tây Ninh, Miếu Bà Chú Sứ ở An Giang, Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt, Tu viện Bát Nhã ở Bảo Lộc vân vân. Xưa có nay có, lớn có nhỏ có, mới có cũ có, đều lấy núi lấy đồi, lấy nơi hoang sơn giả lĩnh làm đất thánh xây chùa. Linh Quy Pháp Ấn chính là một ngôi chùa như thế. Xung quanh đường con đường lên chùa Linh Quy Pháp Ấn bằng đường bộ, quang cảnh hai bên là những rừng trúc xanh mát. Ở đây có một bảng chữ mình sẽ nghỉ chân và đọc. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Kinh Pháp Cú. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau chưởng phản chạm mình. Kinh Pháp Cú. Mình đã phát hiện ra một vườn hoa rất đẹp, và quang cảnh xung quanh đồi núi đẹp quá. Đi theo mẹ đi con. Theo ba hả? Ồ, em bé dắt đi đâu đó? Em bé dắt đi đâu á? Điện 50m, quán chiếu đường. Bước đến phía giảng đường của chùa Linh Quy Pháp Ấn, nhìn ra ngoài xa chúng ta sẽ thấy bao quát được cảnh đồi núi trùng điệp của khu vực thành phố Bảo Lộc. Quang cảnh thì là đẹp. Nhìn vào bên trong phía bên tay phải chính là khu vực căng tin của chùa. Hôm nay gia đình hai chị em nhà mình sẽ quá duyên một bữa cơm chay, vừa ngắm thăm chùa, vừa ngắm cảnh đẹp ở thung lũng, vừa được ăn một bữa cơm chay cũng rất là thú vị. Bây giờ là lúc 2:30 chiều, nhưng thời tiết rất là mát mẻ. Nhìn không gian của chùa phía bên ngoài, mây bay lững lờ,
những đồi núi và những hàng cây chập trùng xanh mướt, thiệt là thanh tịnh và thoải mái biết bao. Ở trên đây có một bức thư, một bài thơ dài. Vừa đi chùa, chúng ta sẽ vừa học hỏi những điều hay được ghi rải rác khắp xung quanh của khuôn viên. Trời, cho con miếng này nha ba. Trời, ăn đi con. Sao không lấy đũa muỗng ăn? Đây là món ăn của gia đình mình. Đây, bữa ăn của gia đình mình. Bữa ăn quả viên trên chùa Linh Quy Pháp Ấn, ngôi chùa mà mình bước chân lên lần đầu tiên. Nhưng đã được đãi một bữa cốc chai rất là ngon. Còn thêm cốc chai chè tráng miệng. Nằm chênh vênh trên núi cao, chìm trong sương lam buổi sáng và mây mù chiều tà, trong thời tiết se lạnh của cao nguyên và sự yên tĩnh tịch mịch của rừng núi giữa nơi dân cư còn rất thưa thớt. Có thể nói, nếu không phải du lịch phát triển khiến cho người ta biết tới nơi này thì Linh Quy Pháp Ấn chính xác được dựng lên để xa lánh sự ồn ào của thế gian, hòa mình vào sự hùng vĩ và tráng lệ của thiên nhiên, sáng phơi sương sớm chiều tắm hoàng hôn. Trong bối cảnh đó, một cách tự nhiên tâm hồn con người sẽ dễ dàng đi vào thiền định. Đặt chân tới đây, với một chút trí tưởng tượng, ta dễ dàng liên tưởng đến những câu thơ nổi tiếng. Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái, lững lờ khe yến cá nghe kinh, thoảng bên tai một tiếng chai kinh. Khách Tăng Hải giật mình trong giấc mộng. Nơi đây không có rừng mai, nhưng trúc mọc từng vườn, trà phủ xanh từng ngọn đồi trên đường lên đất Phật. Nơi đây không có khe yến, nhưng sương giăng mây phủ, lối đi gập ghềnh uốn khúc như dòng suối chảy từ đỉnh xuống tới chân. Từ xa xa trên triền núi ngước trông lên thấy thấp thoáng quán chiếu đường ẩn hiện trong những bản xanh của rừng núi. Văng vẳng nghe tiếng khánh âm vang vọng xuống, lòng sao khỏi sao động bồi hồi, tâm sao khỏi thổn thức mê man. Chim hót líu lo liễu trổ đầy, thềm hoa chiều rập bóng mây bay. Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can nhìn núi mây. Vua Trần Nhân Tông. Leo lên tới đỉnh chùa bạn sẽ không bị thất vọng, bởi thực sự cảnh vật rất mê hoặc lòng người. Trăm nghe không bằng một thấy, và khi thấy rồi không dám tin vào mắt mình vì khung cảnh quá ngoạn mục. Thiên nhiên xanh mướt một màu tạo cảm giác trong lành, tâm hồn thư thái nhẹ nhàng như đang bồng bềnh chốn tiên cảnh. Phía trên khu vực quán chiếu đường, chúng ta phải bỏ giày dép ở phía dưới.
bước chân lên những cầu thang lên khu vực quán chiêu được rồi. Lại chụp hình nè. Đây là những khung cảnh lúc về chiều trên khu vực quán chiếu đường của chùa Linh Quy Pháp Tử. Con đừng có giỡn nha, lên đây không có giỡn. Khu vực đó cổng trời cực đẹp. Quán chiếu đường và cổng trời, đây chính là đích đến mà mọi du khách đều hướng tới khi lên núi. Quán chiếu đường nằm cách khuôn viên nhà chùa một quãng đường núi dài chừng 300 mét, theo một lối đi thoai thoải rộng rãi, băng qua một vườn trà xanh tốt. Tiến dần lên đỉnh núi, bạn sẽ bất ngờ thấy mình đứng ngay dưới thiền môn. Trước mặt là một lối bậc thang đá dẫn thẳng lên. Quán chiếu đường. Tòa điện tuy không lớn nhưng hùng tráng, nhìn thẳng ra trời đất mênh mông, núi đồi bất tận, như thu hết nhật nguyệt vào nơi Phật địa. Nổi bật và hấp dẫn nhất của quán chiếu đường là tiền đình, tức là sân trước xây theo kiến trúc cổ từ Nhật Bản. Có ba cổng trời nằm ở ba hướng của sân, trông về ba phía trời đất. Những cổng trời dựng phóng theo kiến trúc cổng torii của Nhật Bản. Cổng torii là gì? Torii tiếng Nhật nghĩa là điếu cư, nơi chim muôn cư trú, là loại cổng truyền thống của Nhật Bản thường thấy nhất ở lối vào hoặc trong một điện thờ thần đạo. Nó tượng trưng cho sự chuyển đổi, sự bước qua cõi trần vào nơi linh thiêng. Cổng torii xuất hiện ở Nhật ít nhất cách đây 1.000 năm. Ban đầu làm bằng đá, về sau dựng bằng gỗ. Đến thời hiện đại thì người ta còn xây bằng bê tông. Ngoài dựng ở cổng các điện thờ thì người Nhật còn đặt ngoài bãi biển, trên các lối sơn đạo hay ở những nơi họ coi là linh thiêng. Bước qua cổng torii tức là bước vào một cõi khác. Có lẽ với ý nghĩa đó mà quán chiếu đường dựng các cổng torii trên tiền đình, trông về các phương trời đất, như hướng đến miền vô tận của thiên giới, tách biệt với cõi hữu hạn của phàm nhân. Cổng trời chính là biểu tượng cho cảnh giới của thiền định, thoát mê cõi tục, đến chốn hư không. Kiến trúc bên trong ngôi chùa hoàn toàn được làm bằng vật liệu gỗ và được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống, kết cấu hình giá chiên vững chãi. Hệ thống cột trụ đều tăm tắp, nên được lát đá phẳng mịn sạch sẽ tạo cảm giác mát lạnh. Đồ đạc trong chùa rất đơn sơ, trang trí không có nhiều. Chính giữa gian chùa đặt tượng Đức Phật tạc bằng đá trắng. Xung quanh bài trí một số đồ vật đơn giản, lọ hoa thờ, mỏ, chiên đồng. Phía trên che bức mạnh thư như một tấm lộng. Từ cổng trời ngắm khung cảnh hùng vĩ của núi rừng, nhất là lúc bình minh và hoàng hôn, cảnh đẹp rụng tim khó cưỡng lại. Những buổi sớm ánh nắng yếu ớt trong làn sương mờ ảo bao trùm lên cả một không gian mênh mông. Những quả đồi từ xa như đang khoác lên mình tấm áo voan mềm mỏng đầy thước tha. Nếu bạn muốn ngắm cảnh bình minh trên chùa, có thể xin nghỉ lại qua đêm để sang hôm sau kịp thức giấc đón bình minh.
Đến với chùa Linh Quy Pháp Ấn, bạn sẽ được thả hồn vào không gian thanh tịnh, an nhiên nơi cửa Phật, cùng với đó chiêm ngưỡng thiên nhiên kỳ thú hấp dẫn vô cùng. Sống trong môi trường như vậy, cảm giác con người như được gột sạch bụi trần, tách biệt với cuộc sống xô bồ ồn ào, tâm trí có dịp được tỉnh lại chiêm nghiệm cuộc đời. Muôn vật luôn biến đổi, vạn sự nương nhau thành, tĩnh lặng vui bậc nhất, bồ đề tâm tối thượng. Lưu ý nội quy khi đi chùa Linh Quy Pháp Ấn. Chùa Linh Quy Pháp Ấn là chốn linh thiêng và là nơi tu hành của các thầy sư. Vì vậy, dù ghé thăm chùa với mục đích tham quan, tìm hiểu văn hóa hay chết in thì du khách cũng cần tuân thủ một số nội quy của chùa, đó là luôn giữ trật tự, không gây ồn ào, làm ảnh hưởng tới sư thầy và những vị khách khác. Không bước vào khu vực bãi đá trắng tại chùa. Luôn giữ thái độ lễ phép, tôn trọng người khác và không nói tục, chửi thề trong suốt quá trình tham quan chùa. Giữ gìn môi trường trong sạch, không gây mất vệ sinh chung. Bảo vệ cảnh quan và những đồ đạc cúng nội thất bên trong chùa. Đảm bảo trang phục gọn gàng, lịch sự trước khi vào chùa. Uống gì khi đi chùa Linh Quy Pháp Ấn? Chùa có chuẩn bị cơm chay cùng nước uống để tiếp đãi khách tới tham quan chùa. Tuy nhiên, vào các tháng du lịch cao điểm thì lượng khách đến chùa rất đông và chùa không thể chuẩn bị kịp thức ăn dành cho tất cả mọi người. Vì vậy, du khách có thể ăn tại những quán dọc đường lên chùa trước khi ghé thăm chùa Linh Quy Pháp Ấn. Đồng thời đừng quên mang nước và một vài món đồ ăn vặt để chống đói và tiếp thêm năng lượng cho suốt hành trình nha. Đang bước vào khu chính điện của chùa. Việc làm xuất phát từ tình thương rộng lớn thì kết quả sẽ siêu việt, bao la như hư không. Lên núi Phật xin giữ tôn nghiêm. Chánh điện đơn sơ và mộc mạc, không trang hoàng cầu kỳ, không kiến trúc lộng lẫy, không sáng loà trân bảo, không chói ngời đèn hoa, chỉ một bức đại tượng Như Lai ngồi trầm tư, nét mặt vô ưu, dưới ánh sáng có lẽ nên mô tả bằng từ trầm mặc của hai ánh đèn nhỏ treo hai bên. Các căn phòng mờ mịt chỉ sáng lên hình hài bức tượng, tựa một ẩn dụ về cõi nhân sinh trầm luân cần được điểm hóa bằng ánh sáng Phật Pháp. Một ẩn dụ khác là sự đối lập, tương phản rõ rệt giữa màu nâu đen của gian điện và màu vàng óng ánh của Phật bào trên mình bức tượng, có khác gì sự huy hoàng của Đức Phật nổi bật trước sự u mê của người đời. Tòa chính điện chỉ làm bằng tre nứa, lập tôn có lẽ phải nói là sơ sài, tạm bợ, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự uy nghi linh thiêng. Bước qua bậc cửa, làm theo lối truyền thống của kiến trúc điện thờ Việt Nam, bạn chợt thấy mình lạc trong không gian tĩnh lặng, thanh u, một cảm giác tôn kính tràn ngập trong cõi lòng. Và nếu có đức tin Phật giáo, hẳn bạn sẽ quỳ gối chiêm bái đấng Chí Tôn ngự trên ban thờ. Xung quanh chánh điện là những tiểu cảnh đơn sơ nhưng hài hòa. Có cây có hoa, có ao có cá, có những gian tăng phòng giản dị, những hòn chế tác công phu, và có mặt trời khi đó đang lên cao, chiếu ánh nắng xuyên qua những tán tre tạo thành muôn vàng tia sáng lấp lánh. Với khung cảnh hùng vĩ của núi rừng nơi trời đất bạt ngàn cùng sự linh thiêng, huyền bí của vùng đất hành hương,
tu tập. Linh Quy Pháp Ấn đã trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Bạn đã đến Linh Quy Pháp Ấn chưa? Với vẻ đẹp tựa chốn Bồng Lai tiên cảnh, bạn hãy nên thử một lần. Nhưng hãy đi bằng tâm thế của một Phật tử đến thăm chốn thiền môn để có thái độ đúng mực nhất và cảm nghiệm được hết những giá trị mà nơi đây mang lại. Chùa Linh Quy Pháp Ấn sẽ là nơi dừng chân lý tưởng và làm dịu mát tâm hồn của bao lữ khách.